Anh ơi, tại em ngồi nhiều quá ấy, nên là cái vùng mà cổ vai gáy của em này cảm giác cứ như bị co cứng lại ấy. Thì À, phải làm sao nữa? ok, anh có một dụng cụ cho em. Đây chính là cái cây búa lớn này. Em này, búa lớn trong diện chẩn. Đây có những lò xo và có đầu đệm cao su và có cái đầu gai này. Thì bây giờ anh sẽ làm luôn cho em. Rồi, em quay lưng anh làm. Rồi, như em thấy này, em ngồi nhiều đấy là cái vùng cơ này nó sẽ cứng. Có những người nó sẽ gồ lên và như tảng đá. Và khi cái vùng cổ vai gáy này nó có vấn đề, nó co cứng ấy, thì nó sẽ dẫn đến cái vùng đầu của mình hay bị đau nhức đầu, thiếu máu lên não và tê tay. Thì mình sẽ dùng cái búa này, đầu đệm, em sẽ gõ một cách nhẹ nhàng như này. Đấy, em thấy không nào? Đấy, em thấy cảm giác nào? Em cảm thấy là anh gõ nhẹ thôi nhưng tác động lại rất là mạnh, rất Chính mạnh xác đấy, đấy. đúng rồi. Anh không cần dùng lực nhiều đâu, em chỉ cần dùng một lực rất là nhẹ và mình gõ rất là nhẹ nhàng như này. Thì cái này rất thích hợp với mọi người tự làm ở nhà hoặc là các ông chủ, bà chủ đang làm spa mua dụng cụ này để làm cho khách. Ba má mình ở nhà ấy, cũng làm được nhiều, cũng vất vả nhiều. Thì mình mua cái này ba má có thể tự làm được. Đấy. Và mình chú ý là tránh cái vùng cột sống này ra, mình không gõ trên cột sống, mình gõ trên cái vùng nhiều cơ, nhiều thịt như này. Đấy, mình gõ một cách nhẹ nhàng. Và mình có thể gõ ở hai bên vùng thắt lưng nếu mà hay bị đau lưng, rồi nhất là vùng hông đùi này, mình sẽ dùng cái búa này để mình tự gõ cho mình. Đấy, sau khi em gõ bằng cái đầu đệm này rồi thì em sẽ gõ bằng cái đầu gai. Đấy, em đặt vuông góc như này. Đấy. Mình sẽ nghe thấy rõ tiếng kêu và em cảm giác thế nào? Em cảm thấy rất là thoải mái ạ. À, đúng rồi. Rất thư giãn luôn. Chính xác. Và nếu như ai đang bị co cứng này, mình chỉ gõ khoảng vài ngày thôi là cái vùng cơ này nó sẽ mềm ra và nó sẽ hết. Và khi vùng cơ này mềm thì mình thấy vùng đầu và vùng tay nó sẽ rất là thông thoáng, dễ chịu. Ngoài chuyện chữa cổ vai gáy, chữa lưng thì em có thể dùng cái này để em gõ trên vùng đùi này. Đấy, nếu mà chúng ta ngồi nhiều, đúng rồi, mà ngồi nhiều mà tê đùi, tê mông hoặc là cái vùng bắp chân mà mình hay bị đứng nhiều ấy, nó sẽ bị tắc giãn tĩnh mạch vùng này, mình gõ nó sẽ săn cứng bạc. Đó, thì cái búa này để mình gõ trên thân, các bạn chú ý là không gõ trên vùng đầu, vùng cột sống. Và nó rất là dễ chịu, dễ sử dụng thôi. Để mua cái dụng cụ chính hãng này, các bạn hãy liên hệ tới website là 0934 128 128 nhé. Cảm ơn các bạn.